Khiev Sreyleak hai bachaban nyom thua ka ngie nei krom hun Top Recruitment Cambodia hai nyom thua ka ngie nei krom hun ni os riya pe phai chi 4 chnam 4 khai hai bong cha ke vi yu dai na ni nyom totu bontok khang phnai chi recruitment consultant bong nei knong krom hun ni hai teak tong chmuoy nang ka dai nyom totu kho trou rue ka ngie nyom keu nyom skin sort CV hai nyom areng pai ka chon mo samphia botop mo tiet pe dai nyom samphia puok kot ruich hai keu nyom submit CV puok kot teu chuu dol client phan puok nyom chang na bong hai sai ka ngie ni ka pat teu pi mon keu nyom hien khang phnai finance banking nhe pantae rahot dol pe dai nyom rian dol cham ti mon ka pat bat pisaot nyom tabong dai nyom chap dam chou thveu ka ngie nyom thveu khang phnai cashier botop mo tiet cheing pi cashier nyom thveu ban ma chnam nyom mu teu thveu neu krom phon thmey chea sob supervisor pa hai chea ban yak pe 4 khae 4 khae dol pe hai nyom kat ha vi at thau chmuoy neu chmnien dai nyom rian finance banking botop mo nyom ko design chop neu nang nyom samra yak pe 2 khae dai nyom khoen thap kot announce rue bokkalat dol pe kot announce rue bokkalat teu nyom rieng chap arom nyom sdaing chmuoy neu feel khang HR dai hai nang relate chmuoy neu recruitment chang nyom ko samra chat mo apply neu khang Top Recruitment chang bất động mà tiếc nhom có khai tài chia recruitment cần sáng thân chứ là hôm nào là ní ở vậy đấy nhom khai tài chia recruitment cần sáng thân cứ cả đấy nhom sáng lại nơi trong điện hàng thôi cả như thế hai bên vậy chạy đài tới vì bắt bàn chờ này bỏng phù để xa dương riết vì ở thử trong ở vậy chỉ muốn nâng cả nghề dương phải chấp bỏ này trước việc khó trước việc thôi dương miền cả lụm mạng tịch đại việc khó khăn hiện đại phía chờ miền cái xu nhom chờ này cái tha hai đấy có nhom riết khang này phải nặng bệnh kinh ba chi mà chờ chờ muốn nâng khang này recruitment cần sáng thân trước việc việc khó khăn đặt tại mặt đòn chứ cái này chứ nhom phép phụ quan đại nhom the ở đất xa tại bây giờ dương chấp đam chưa mùi nâng sập chạy ní cứ dương ắt bền kịch nào vậy đại chỉ ca sờ lạnh phân giờ ngày dương khoản tầm mới chạy đây nên không sủng cúng đại phụ quan miền chứ dương cách ha ở nơi sọc mái cứ cái bàn tình nghĩa kia chờ chứ hay chứ tất cả bản dương chưa hơi rồi do chưa mùi nâng bây chờ nâng tại mặt đòn đập bê đại nhom chọn nơi không xem tị bún từ bạn nhom đăng thẻ nhom sáng học này để cướp mình cho mùi nâng bị sai ca nghe phần nhom là trong nội tâm khan để nhom cho chất cứ nhom vai tranh tài khang khéo chụp cho mùi nạt để chôn hơi nhom ai ban đây thà dương để xa từ nẹt tân ông cho mùi nâng rồi bay cả chôn dương thằng hơi ở vậy đây tâm khan mùi tiết bay để nhom sủng phi phụ cốt cứ nhom ai xe cho mùi nâng rồi cầm đặt chị tra đài đôi chị ca chạy lại nơi chụp này đăng cục bài giảng cứ tất cả phụ cốt nên cứ vậy để nhom sáng hay nâng sai ca nghe để nhom thưa tiện đó cho mùi nâng chụp nội đài stress chị tu tới càng nghĩ vì vì tay thầm miền stress hay bóng vì mình mệt thằng ở miền stress hay đôi chị bé khác nơi con ca đại dương thầm đá dương chia thì cụ mang cảnh sản thân dương nơi con chụp lọc bẹ đá con ca này đặt sai bị phải cái chốn tới khang ở tệ để chốn dương chương bé khác cho nội cái lại nâng cứ thua dương stress mình tên con ca đại dương suy diêm ở bàn này thả ở bụng quạt thở cho mùi nâng khnề chẳng á nè bóng phụ bé khác khang candidate គាត់ ជា អ្នក បដិសេធ នៅ អ្វី ដែល ការ ស្នើ សុំ ទៅ ខាង អតិថិជន ពេល ខ្លះ ខាង អតិថិជន ជា អ្នក ខាង ផ្នែក បដិសេធ ជាមួយ នឹង ខាង បេក្ខជន វិញ អញ្ចឹង យើង ជា អ្នក ចន្លោះ ពាក់កណ្ដាល យើង ការ ធ្វើ ការ ខាង ផ្នែក ដោះ ស្រាយ ជាមួយ នឹង ពួក គាត់ អញ្ចឹង គឺ ចំណុច នេះ ដែល ជា ចំណុច ដែល វា រៀង ពិបាក មិន តិច មក ហើយ ចំណុច មួយ ទៀត ដែល បង mention សួរ មិន ហ្នឹង គឺ បង សួរ ចំណុច ថា សិស្ស phụ quật sân sân để quật hiện trong hai ta quật của bạn nông ca họ ca nghe khám phần này bị sai chỉ recruitment bản thân chỉ chết đấy nông bị sai này cứ ắt của bạn bọc được xa ta ở lần này để tôi cho mình những khang recruitment cứ chờ mình tên ở vậy là sống khan chiến kế cứ tại tôi cho mùi cả ta đài sầm khăn nhưng sầm lực làng dọc bấy đài dân thợ thuở cứ tìm mũi tại tôi cho mùi những phiệp âm nọt vừa đưa xa khăn ông ca nghe đi bởi dân chỉ dân ăn miên phiệp âm nọt thế cứ dân bị bạc nơi khăn ông ca thuở cả tịch vừa đưa xa dân chụp cho mùi nâng rõ mà nữ chỉ trả ơn dân mà nữ chỉ trở ơn bê khá nè khá quát hiền là biếm thay quát
តាមយើងតែអ្នកខ្លះក៏អត់ទៅតាមយើងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានភាពអំណត់នៅក្នុងការនិយាយទៅកាន់គាត់ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចទី2គឺយើងត្រូវមានភាពរួសរាយព្រោះតាក់ទងជាមួយនឹង recruitment consultant បើសិនជាយើងអត់មានភាពរួសរាយទេយើងអត់រាក់ទាក់ជាមួយពួកគាត់យើងអត់រាប់អានជាមួយនឹងអ្នកថ្មីទេគឺយើងពិបាកធ្វើការងារនឹងតិចហើយតាក់ទងចំណុចទី3អ្វីដែលសំខាន់គឺការងារនេះគឺយើងជួយមនុស្សជាច្រើនដែលអាចឲ្យពួកគាត់មានអាជីពជាចុងក្រោយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែកលែកនៅចំណេះដឹងបញ្ញុំទៅដល់ពួកគាត់ដែលជាសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ដែលមុនពេលដែលពួកគាត់ចាប់យកមុខជំនាញមួយដែលគាត់ចង់រៀនគាត់ត្រូវដឹងថាមុខជំនាញហ្នឹងគឺសំស្របជាមួយនឹងគាត់អ្វីដែលគាត់ឆ្លាញ់ចេញពីចិត្តដែរអត់បើសិនជាគាត់អត់ឆ្លាញ់ចេញពីចិត្តទេគាត់អត់មានដងធ្វើទេគឺបានន័យថាពេលដែលគាត់រៀនចប់គាត់អត់ដឹងសម្រាប់ចិត្តថាគាត់ជ្រើសរើសយកការងារអីដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងគាត់ទេអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចប់ទៅគឺគាត់ត្រូវដឹងថាអ្វីដែលគាត់ត្រូវតែបានន័យថាគាត់ត្រូវតែរកការងារនឹងឲ្យសមជាមួយនឹងខ្លួនគាត់ហើយនឹងជាសមត្ថភាពផងគាត់ប៉ិតដែរចា៎ហើយតកតងជាមួយនឹងការងារដែលនាងខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះបើសិនជាគាត់មានបំណងចង់ធ្វើការងារដូចនាងខ្ញុំគឺការងារនេះវាតកតងជាមួយនឹងខាងផ្នែករៀនខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងបានន័យថាវាតកតងជាមួយនឹងខាងធនធានមនុស្សអញ្ចឹងណាបងចាអញ្ចឹងពេលដែលគាត់រៀនខាងផ្នែកនេះគឺវាត្រូវជាមួយនឹងខាង recruitment ច្រើនហើយសម្រាប់ពួកខ្ញុំផ្ទាល់ឬក៏សម្រាប់ពួកគាត់អ្នកដែលគាត់ផ្សេងផ្សេងផ្ទាល់គឺមិនមែនថាចាំបាច់ទៅតែថាគាត់រៀនខាងផ្នែកហ្នឹងទៅបើគាត់មកចាប់អាជីពដូចខ្ញុំទេសំខាន់ឲ្យតែគាត់ស្រឡាញ់គាត់ចង់ធ្វើហើយគាត់challenge ជាមួយនឹងក្នុងការងារហ្នឹងចាពោលដូចថាការងារជា recruitment consultant គឺការពិតទៅវាមិនថាវាពិបាកអីខ្លាំងណាស់ណាតែគាត់ថាការងារនេះយើងត្រូវការ make relationship ជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនអញ្ចឹងណាបងចាហើយយើងត្រូវចុះជាមួយនឹង event ដើម្បីយើងតាក់ទងពួកគាត់នៅក្នុងវិស័យការងារអញ្ចឹងយើងស្គាល់ពីមនុស្សមួយទៅមនុស្សមួយទៀតដើម្បីគេហៅថា connection ផងយើងជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំមិនមានអីច្រើនទេសម្រាប់ចង់ឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលពួកគាត់បានដឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យគាត់ជឿរើសយកជំនាញដែលពួកគាត់រៀនខុសដូចខ្ញុំព្រោះដោយសារខ្ញុំជឿរើសយកជំនាញខាងផ្នែក Finance Banking តែខ្ញុំមកធ្វើជា Recruit អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់ជឿរើសយកអ្វីដែលជាការដែលពួកគាត់ស្រឡាញ់ហើយនឹងជាសមត្ថភាពគាត់ប៉ិតអញ្ចឹងណាបងចា៎ហើយខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ទៅរាល់យុវជនទាំងអស់ថាតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យការងារជា recruitment consultant នេះគឺយើងជួយរាល់មនុស្សទាំងអស់ដែលពួកគាត់មានអាជីពការងារហើយការងារនេះនិយាយរួមទៅគឺខ្ញុំរីករាយហើយនឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងក្នុងការយើងធ្វើការងារនេះបង